nè. Trời ơi, BK. Trời ơi, BK. Trời ơi, BK. Trời ơi, BK. BK hổ, BK hổ, BK hổ. Hello anh em đã quay trở lại với kênh Cung Tài Gaming. Clip này sẽ là clip về Nolan. Đợt trước thì mình cũng có cái clip về Nolan ở trên kênh rồi. Nolan đó thì mình cắt ra từ livestream mà thôi. Còn bây giờ là Nolan mà mình làm clip, thì cái con Nolan này thì nó sẽ khác biệt một chút xíu so với cái con Nolan đợt trước. Là con Nolan này sẽ là build tăng nha anh em, sẽ là build tăng. Build tăng và phải được MVP thì sẽ được 300k đến từ anh Tưởng cũng như là Vịt. Vịt thì quá quen mặt rồi, còn anh Tưởng này đánh chung nha anh em. Anh Tưởng đánh có hàng ngay trong trận đấu này. Anh em nào mà có điều kiện thì anh em có thể lên kèo yêu cầu cái con tướng nào đấy chẳng hạn, và làm về một clip nào chẳng hạn đấy, thì anh em sẽ được đánh chung nữa. Đấy là cái quyền lợi của anh em khi mà anh em lên kèo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu trận đấu này. Hy vọng là trận đấu này sẽ là một trận đấu nó ok. Cái hôm nay tôi mặc cái áo này thì nó hơi bị sọc xíu anh em ạ. Anh em có gì thông cảm, do cái phòng nó không đủ ánh sáng anh em, nó không thể mà nó cả. Ok, nó sọc sọc vậy ha, anh em thông cảm nha. Hơi xấu xấu một xíu. Hình ảnh hơi xấu nhưng mà chất lượng clip thì không hề xấu nha anh em. Bim 34 nè, cái nước ngoài bữa nay hơi mượt nè. Chắc là màn mèo nó ok rồi, chắc có này tụi tắt và phải tụi mở lại. Con Nolan thì anh em chiêu 2 trước nha, mình chiêu 2 trước nó farm nhanh hơn nha mọi người. Mình chém chém vậy nè, lướt lướt chém chém, cái mình kích cái nội tại ha. Farm nhanh hơn chiêu 1 nha, để con này mình đã test rồi. Tôi chiêu 2 trước này farm nhanh hơn chiêu 1. Bản Ngọc thì mình luôn để về kế bên nha anh em. Bản Ngọc với lại set trang bị cho từng trận đấu nha. Nhắc lại là trang bị với Bản Ngọc là nó riêng với từng cái clip. Nó là anh em có gì, anh em ví dụ mà anh em đánh tăng thì anh em lên theo Bản Ngọc này, anh em đam một lý thì anh em lên theo Bản Ngọc khác, anh em kiểu thế thì mình. Chứ nó không nhất thiết phải là một Bản Ngọc. Ăn lần hai con được nha. Phải dễ nha. Một lần ăn lần hai con chiêu sức mình qua mình cực kỳ nhanh nè. Thắm chừng làm cho lại. Đơn giản vậy thôi. Match chiêu 1 nha, nâng tiền tướng match chiêu 1 nhưng mà mình phải nâng cái chiêu 2 đầu tiên để mình farm chó lẹ. Chiêu 2 thì nó sẽ farm nhanh hơn. Đơn giản vậy thôi. Rồi xuống boss gan cái nhẹ nè, thằng này cấp 2, thằng này mất biến cho ta. Để chúng hay rồi, chuẩn rồi. Nó đang biến về, đang biến về. Lính chưa lên tới, lính chưa lên tới. Rồi tóc biến chịu. Đơn giản vậy thôi, vô cấu có cái tóc biến này. Chả nó chưa mất tóc mà. Tóc thì bây giờ nó tóc biến là nó chạy bộ về rồi. Gần đây chạy bộ về chạy và ép với cái tóc biến thôi anh em ạ. Lên tăng thì mình không sợ bố con nhà thằng nào đâu. Lên tăng thì xích đồ nó tương tự những con khác nha, ví dụ như Lancelot này, Hayabusa cũng lên tăng này. Từ từ mình sẽ up clip Hayabusa tăng lên sau lên nha anh em. Clip Hayabusa tăng sẽ là clip cắt từ livestream. Gusen tăng thì chắc là cũng là cắt từ livestream mà ra thôi, cho nó nhanh chứ là bị đánh lại lắm. Đơn giản vậy thôi anh em ạ. Rồi về. Lùi. Một máy là được rồi, mình cũng hết chiêu rồi. Hết chiêu thì mình lùi. Cái con này thì nó không có combo gì hết nha anh em. Anh em đánh thì sáng chiêu nào nó bấm chiêu đó, nhưng mà bấm phải chuẩn. Đó, bấm phải chuẩn. Thì nó sẽ tạo ra hai cái đường vết cắt, hai cái vết cắt thì nó sẽ hồi nội năng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì cái nội tại anh em mà nó tính cho mình một cái vết cắt. Rồi bấm cú để farm luôn nha. Thì cú nó hồi nhanh 20 giây à, hồi lẻ lắm. Cần thiết nhiều rồi đấy. Đơn giản vậy thôi. Lên tăng thì mình trận này mình sẽ lên full tăng luôn đi nhờ. Chút nữa bắt chiến hiệu phải có nha anh em, lên tăng nữa phải có bắt chiến hiệu, nhưng thằng này đang không lý lên bắt chiến hiệu. Bắt con cháu nó cũng người đau đấy. Rồi lụm thấy không, chạy được mà cài nam cũng là hơi đau rồi nè, ít máu á, máu ra cài nó xỉu xỉu bắt đầu chịu rồi, bà này chịu máu bé quá. Máu mà nhiều xíu nó má bị chết ở trên đằng sau hơi mệt rồi, trận này hơi mệt rồi, mày hơi nhức đầu. Xbox đây, Xbox này mất tóc rồi ha, tóc rồi. Game này thì giày sẽ là giày kháng phép nha anh em. Đây à, biến về ha, lại một lần biến về ha mày. Nữa mé hai lần, thú hai lần tóc biến. Lần này thì nó chết rồi, thì nó bị thằng Nova thì chết rồi. Hai lần mình xuống, hai lần tóc biến cay thế nha. Chịu rồi, làm con tóc biến thì anh phải xài chứ sao giờ. Đúng không? Sống là như thế mà. Vèo, vèo kệ nó đi. Hay à.
ga nhanh em. Đó, cái chiêu 2, cái chiêu 3 của mình nó có thanh tẩy nha mọi người. Nó giống như chiêu của con Quan Quan vậy á. Mình nói ngắn gọn là nó như cái thanh tẩy đi. Ừ, cho anh em dễ hiểu. Thì vừa thanh tẩy mà vừa giật về được một nhịp thì mình sẽ sử dụng chiêu 3, mình kết hợp với chiêu 2 là mình lướt về mình né chiêu của thằng Veo. Veo nó combo là mình thanh tẩy liền, thanh tẩy xong mình giật được. Đoạn rồi mình lướt cái chiêu 2 nó là mình phát luôn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi anh em. Ừ, con này lên tăng thì được cái châu, được cái cơ động, nhưng mà chắc chắn là thiếu đam, đúng không? Chắc là thiếu đam. Đam nó sẽ không nhiều như là anh em mà lên đam. Lên đam hơn bữa giết 20 sát. Bây giờ lên tăng nãy giờ mới được có một mạng mà thôi. Dí. Dí nè. Dí nè. Dí nè. Trời ơi má BK. Trời ơi BK. Trời ơi BK. Trời ơi BK. BK hộ, BK hộ, BK hộ. BK hộ 40 cái. Mấy thằng nhóc ác. Nó chỉ đơn giản thôi anh em, cái cách đánh con Nolan nó rất là easy anh em ạ. Cứ lướt rồi chém, mà chém nó phải nhanh nhanh. Lướt lên đánh thường cái, hiểu không? Lướt lên đánh thường cái, rồi xài chiêu 1 đánh thường cái, nói chung là cứ kết hợp xài một chiêu đánh thường, xài một chiêu đánh thường thì sẽ lên lưng thường sấm anh em ạ. Bắt nó có lưng thường sấm nha. Lên lên dam thì anh em có vô tận. Còn mà lên tăng thì hai lưng thường sấm là phải có. Nó giống như con Lancelot vậy, nó lướt liên tục, cái cách lên đồ. Cách gì con Lancelot? Đẩy không? Không chết rồi. Hết nổ, hết nổ. Thôi pha này luôn nha, pha này luôn. Nổi yếu quá, nổi yếu quá. Từ từ Kana qua, Kana qua. Thì kháng phép vô cái đã. Chém về trước nè, chém về trước. Nổi không ta? Tỉa, không nổi rồi. Thục rồi. Hết nổ đây mà, hết cuồng xanh là hết nổ. Hết nổ thì cái lượng sát thương mình lả lướt thì nó sẽ khá là khó. Hay à. Lên về kháng phép trước cái đó. Về kháng phép hoặc là về giáp đều được, nhưng mà chắc là lên về kháng phép thì cho đỡ bị khống chế. Nhưng bên đó cũng có con Kana, Kana đang phép. Cấp một lưỡi cấp 2 nha, một lưỡi cấp 2 xong rồi đã lên thần sấm rồi. Đây lên thần sấm xong rồi cái món tiếp theo sẽ là bắt chiến rìu, đúng không? Bắt chiến rìu lại món cũng sẽ là bộ đồ thường. Anh em thấy cái đồ quen không? Cái đồ không khác gì Lancelot luôn. Thấy không? Cái đồ cái set đồ là y chang Lancelot luôn. Cứ mũ lửa, mũ máu là lương thần sấm, bắt chiến rìu và vô thần chiến thương. Easy đúng. Ngoại may là chỉ khác cái gọi là cái thứ tự lên đồ thôi em ạ. Chỉ khác thứ tự lên đồ thôi, còn chứ những cái món đồ là nó giống nhau hoàn toàn. Trời sao biết được tao. Sao mày chơi được tao hả Phê? Chém mày luôn á. Chém mày luôn á. Rồi mày có lướt chắc tao không có lướt đâu. Mày có lướt chắc tao không có lướt không? Châu không? Anh thấy châu không? Châu mà vừa châu mà vừa có đam anh em ạ. Bây giờ mà lên thêm đây lưng nó thì thôi rồi. Đam chà bá lửa luôn, đam sẽ thương chuẩn nha. Ở đây lưng cho nó là sẽ thương chuẩn nha nè. Nó chỉ đơn giản vậy thôi cái cầu à. Cái con Nolan anh em cứ canh mà mình chém làm sao mà hai cái vết cắt nó đụng vô nhau, phải không? Nó đụng vô nhau hoặc nó gần gần nhau một tí để nó kích được cái nội tại nó còn năng cho mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nè, thấy không? Thấy mình lướt cứ chém không? Xài chiêu để chạy. Chịu. Anh này tay gom gom trễ quá, gom nhanh xíu ngon rồi, gom nhanh xíu là mình sống rồi. Hơi xui anh em, hơi xui. Xin phép anh em uống miếng nước cái nha, khát nước quá. Làm clip mình nói nhiều hơn bình thường anh em ạ. Hơi mỏi miệng. Tranh thủ lúc chết làm cầm nước. Hả, đây là cái lối đánh mà anh em có thể gọi là lên theo, anh em có thể vận dụng. Thì cái cách đánh những cái con mà sát thủ mà lên tăng ấy, nó có một cái set đồ thôi anh em ạ. Nó có một cái set đồ thôi. Ví dụ mà đánh Fusion phép ấy, thì nó sẽ khác thành Fusion. Fusion là đánh phép. Nó là cái set đồ nó sẽ khác đi một xíu. Còn chứ mà đánh mấy con mà sát thủ mà đam vật lý mà lên full tăng như thế này á, thì set đồ chỉ có một set thôi. Nó y chang Lancelot mà thôi. Lancelot lên sao thì mấy cái con này nó lên y chang vậy. Lip Nata mình sắp lên nha anh em. Chắc là mình sẽ lên Lip Nata trước hoặc là lên Lip Nata sau nha. Được vậy. Đi rồi. Đó. Anh em lướt thấy không? Anh em thấy tôi tạo cái vết cắt liên tục phải không? Cái vết cắt liên tục thì nó sẽ hồi độ năng cho anh em. Còn mình không tạo được vết cắt á, nó sẽ không hồi độ năng nha. Cái kiểu thế. Mà nó không hồi độ năng thì con tướng nó phế mẹ rồi. Đúng không? Tướng phế mẹ tập biến. Tập biến thì chịu rồi. Nhớ tận dụng nội tại đó nha anh em. Nội tại là nó cho mình một cái lần vết cắt nhỏ. Rồi nó vô là giết nè, nó vô là giết nè. Nó vô thì mình giết, nó vô nó giết hàng ngang thì mình giết. Is this hopeless wish? Xa xa ra cho nó không biết. Ờ nó chắc không được rồi, nó chắc không ra, nó chắc không ra. Thấy rồi, thấy rồi, thấy. Bỏ. Đồ
được, nó có choáng không được. Này chạy lẹ quá. Ôi má, y theo chạy nhanh quá. Má, cặp tăng tốc nó chạy lẹ quá anh em ơi. Không bắt nó được. Còn một khi theo đã mở tăng tốc thì trời cứu quá anh em ơi. Má trời cứu, trời đỡ. Cứu sao giờ, hết mùa nha. Mùa đánh hơi khó đó. Không được, hết mùa rồi, hết mùa rồi, hết mùa rồi. Hết mùa rồi, không đủ cầu năng đâu. Con này nó giống Fanny nha anh em, nó cần mùa lắm. Tại vì mình lên tăng á, mình lên tăng nên là mình đã đam liên tục, mình sẽ cần rất nhiều gọi là lượng cầu năng. Đây lương thần sắm có rồi, bây giờ sẽ lên bách chiến rìu nè. Cái ló lên đồ không khác gì lên slot anh em. Nó là có thể nói là đây cũng là một con phiên bản khác của Lancelot. Nó cũng lướt liên tục nhưng mà nó lướt là nó dựa lên trên nội năng. Còn Lancelot thì lướt là phải chỗ lướt vào cái mục tiêu chưa bị đánh dấu. Như vậy anh đi chạy. Bánh cắt này ha. Đó, bánh cắt này ha. Tạo bánh cắt là chỉ có chết thôi này. Tạo được bánh cắt là chỉ có chết thôi. Bóc kệ nó, mình chạy đường chạy nhanh lắm. Lụm nè. Đánh dấu vô cái tạo bánh cắt. Rồi lụm đó, thấy không? Dễ không? Anh em thấy dễ không? Đánh Nolan lên tăng dễ không? Nó rất là dễ chơi. Bạn nào mà đánh Nolan mà các bạn không biết đánh thì các bạn hãy lên tăng. Easy anh em ạ. Set đồ này set đồ chuẩn luôn nha anh em. Này tôi dám đảm bảo anh em là cái set này set chuẩn dành cho Nolan mà anh em lên tăng. Nó là lên tăng nhưng mà nó lên tam. Tại lên tam thì nó tùy tình huống anh em ạ. Lên tam thì nó tùy đồ, tùy cái thế trận trận đấu. Lên tam thì mỗi người một cách chơi. Nhưng mà lên tăng thường một cách em thôi. Kể cả game một cái gì nó đánh như vậy thôi anh em ạ. Tại vì ba món kia là bộ trợ giao cho nhau nè. Ba món kia là giáp, máu, cái thứ này. À, còn cái bách chiến rìu thì anh em đã quá quen thì cứ đánh trong cho tranh càng lâu thì nó sẽ full tech. Full tech thì cái lượng đam đến từ cái bách chiến rìu nó rất nhiều, đúng không? Đam từ bách chiến rìu rất nhiều như là tăng tốc độ di chuyển nữa. Rồi món cuối thì là vô tận chiến thương hoặc là giáp đạn bạo cũng được, cái đó tùy anh em nha. Mình thì mình lên vô tận chiến thương cho nó thêm đam. Anh em có thể chọn thêm một món tăng giáp đạn bạo hoặc là giáp hồi sinh hoặc là khí thần hải thanh na. Cái đó là tùy anh em chọn. Còn trong trận đấu này thì mình chọn vô tận để mình có thêm đam, giết người cho đã, đúng không? Làm clip thì phải giết người được cái thứ này anh em coi nó mới đã mắt chứ. Chứ mà lên lên tăng nhiều quá không có giết người được. Đánh nó không có phê, đúng không? Hợp lý không? Phải có một chút đồ đam ở trong đó nữa. Nó sẽ là tuyệt vời hơn. Không không? Mày ca này. Cạch lướt lướt vô chơi đó. Là team đánh gì cũng hơi khó lướt vô nè. Kana đánh tốt hả? Thằng chết. Tạo cái bánh cắt là xong. Hai thằng chết xong. Mình thì mình không chết được đó ha. Mình cứ lướt lướt rồi mình chạy nhanh đó. Đã lên tăng còn chạy lẹ đi. Bản Ngọc chạy rất nhanh nha anh em. Để chúc cho anh em coi bản Ngọc. À bản Ngọc để kế bên rồi. Đấy, để cái bản Ngọc luôn. Bạn đỡ đòn đi. Bạn đỡ đòn cầm linh hoạt lợi thế thiên nhiên. Với nổ đan. Nổ đam để farm nhanh nè. Không có cần cái điểm farm rừng đâu anh em, tại con này nó farm nhanh sẵn rồi. Con này là cái con sát thủ mà nó farm rất là nhanh rồi. Nên là không có cần phải cầm cái bảng farm rừng nhanh. Nó sẽ mất đi cái tốc độ di chuyển ở trong rừng. Cần tốc độ di chuyển thôi. Lẹ lẹ còn đi găng nữa. Cứ chạy vào rừng mà chạy rất nhanh. Rồi mình mới chạy chết xong. Kể nó không giết được mình à. Mấy cái gì nó giết được mình. Đúng không? Đờ lót ra đầu win thôi, chẳng là chỉ là vấn đề là thời gian. Lót là xong, tắt game. Cái này anh em nên tăng thì vẫn được, nhưng mà tôi nghĩ là anh em nên có một món đam là bách chiến điều là buộc phải có để còn có tác dụng là gây đam. Nếu mà anh em mà lên tăng không thì về đây game nó sẽ là hơi khó, thì chỉ làm báo cát thôi anh em ạ. Về đây game anh em chỉ là báo cát. Trời ơi, búp giáp máu đóng. Vãi nồi, thằng Raphael nó búp giáp máu quá trời. Và đó là Raphael nó búp giáp búp máu rồi, nó lụm mình nhiều quá chịu rồi. Đợi lót thôi. Đợi lót mới vô được chứ. Này không vô được, ta điêu đẩy không. Thôi bỏ đợi lót chứ, bây giờ đánh nhau rồi, nó không chết. Không có lính nào đẩy vô. Bây giờ có lính đẩy vô, tụi nó chết được à, tụi nó bóc lên, tụi nó bóc mà. Rồi đi theo bắn, đi theo này chó điên vậy. Đi theo này chó dại dữ vậy. Chơi tới dữ gì theo. Không, cứ tạo bánh cắt liên tục. Nó dí mình là nó chết. Đơn giản vậy thôi. Mình vẫn có đam nha mọi người. Thứ nhất là mình vẫn có đam nha. Chứ không phải mình không có đam. Đam mình vẫn có đó. Thấy không? Đam mình vẫn có đó. Chỉ là nó không nhiều thôi anh em hiểu không? Nó không nhiều thôi. Chứ đam là vẫn có đấy. Bất giỡn đi. 4
4.700 đam chủ bắn thì chịu. Pha này bắn chủ hơi lố tay xíu đi. Hơi xui. nó chát gì vậy? End Nolan hả? End Nolan, End sao được bạn? Bây giờ mấy bạn không ăn lót, bạn biểu End là End sao? Là End sao? Đúng không? Lót thì không ăn, mà biểu End thì End, tôi không biết End sao luôn. AD49, trời ơi là trời. Má gánh ỉa. Gánh tụt quần xì luôn, má nhức đầu thiệt chứ. Rồi, chạy lên ăn lót cái đi. Khiều nhẹ ăn lót cái đi. Đúng lên cái đã. Lót đi các đồng chí. Má các đồng chí không ăn lót là chết mẹ rồi đó. Quýnh nhau như vậy rồi biểu end. Không biết end sao luôn đó. Quýnh như vậy đó rồi biểu tôi end. Rồi tôi end sao? Tôi end bằng niềm tin hả? Tôi end bằng niềm tin và hy vọng hả? Má tôi end bằng niềm tin và hy vọng hả? Chạy chết mẹ luôn đây nè. Là end sao? Là end sao? Nói nghe chơi coi. Má là end sao? Trời ơi là trời. Quýnh như vậy rồi biểu end là end sao? Má cú end. Tự nhiên ba thằng cắm đầu lên chết vậy đó. Cú ngược luôn mấy ông. Má cú ngược luôn. Chán đời ghê chưa? Chán đời ghê chưa? Có con lót thì không về ăn kiên gia luôn. Nãy ba thằng chạy về ăn lót là xong mẹ rồi. Không chịu ăn lót. Không chết ba thằng mất luôn con lót. Chi vậy? Đó thấy chưa? Anh em đánh anh em rút kinh nghiệm giùm nha anh em. Anh em coi sờ chim, anh em coi clip anh em nhớ nha, lót ra về ăn lót giùm cái nha. Đó. Tự nhiên cắm đầu lên cái đáng lý ra là ăn con lót bèn game rồi mà không chịu. Không chịu game dễ, không muốn game khó. Đánh ta dở rồi, đánh ta fit nè. Đánh ta fit nè, mẹ 40 nè, 40 đã ngu rồi nè. Đã ngu rồi mà còn ảo tưởng. Mà thường mấy ngu hay ảo tưởng. Người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh. Đó đó chết nữa. Mẹ bị chết chết nữa. Cái là má nó ngu rồi, nó ngu đần ngu thố nó chưa. Thôi bỏ tay đi luôn đi. Má thằng súc vật đó anh em à, má thua ngược luôn rồi, chán ghê chưa. Bây giờ MVP mà trận này không có 3 xỉ rồi. Clip thì nó vẫn có, trận này chúng mình vẫn đang clip bình thường à, không có 3 xỉ anh em à, quan trọng là tiền anh em. Quan trọng là tiền. Chứ đăng clip thì đâu được bao nhiêu đồng đến từ YouTube đâu. Quan trọng là tiền kèo của anh em thôi. Đấy, đánh thế đây, đánh thế rồi bảo win, win, win thế nào. Win là win làm sao. Sao luôn á, cái ông à. Tạo bên chém đi. Để lén, để lén luôn. Để lén luôn, phải này đi. Để lén luôn. Có thằng Nga, Beatrix, Nova. Đếp nổi không ta. Má, đếp nổi không ta. Còn một xe. Yeah. Tụi nó cũng về, tụi nó cũng về. Buốt, buốt ơi, buốt ơi. Phải này mình đánh kiểu này. Nào về, ép bất áp lực đây. Chứ mình không đẩy lên là mệt á, mình không đẩy lên là mệt á. Đó, mình phải đánh kiểu này anh em ạ. Ép à, ép phải đánh kiểu này. Này. Đó. Thấy không? Má gỡ cho team vậy thôi chứ đòi gì nữa. Ép à, ép phải đánh vậy rồi anh. Tản tản tụi nó chạy về bớt, nó chạy về bớt thì mình đánh nhau mới thắng. AD nó chạy về là cơ hội để đánh nhau. Bây giờ AD nó là thằng xanh nhất. AD nó mất là mình đánh nhau rất là dễ. Game dễ đéo, muốn xuống game khó không thì chắc khổ ghê. Đáng lý ra là win từ nãy giờ rồi. Mày há chứ. Đánh thì cũng tại vì còn ảo tưởng. Đồng đội như cái củ chuối. Chứ cái đầu thì chênh. Cái pha nãy mà không đẩy top á, mà tôi đẩy vô là mệt luôn á. Rồi tay đi bẫy hụt rồi, tay đi bẫy hụt rồi. Ừ, hay. Combo liền tại chỗ này. Lướt ra né chạy đã ở phía sau hai rồi chết thêm thằng nữa. Giờ một là lót cho đẩy vô khó đây đi hết 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 tì rồi bóc tì bóc tì bóc tì lót đi nhờ lót đi end được ta má mà mấy giây không tôi nghĩ end không được đâu đang lót thì đang thật đấy cái end thì mệt
Rồi, end được, hên quá. May tụi nó end được anh em. Tuyệt vời. Ok, nice sư. Gánh, ỉa chảy luôn, gánh tụt con si luôn. Ok, Nolan trận này xong nha anh em. MVP chắc rồi đó, MVP chắc rồi. Không thể nào mà mất MVP được, thật không thể nào mất MVP được. Đơn giản vậy thôi. Mà con Nolan này thường cắm mà, lâu lâu thả ra làm clip thôi, xuống năng này mới thả ra được chứ. Thiền thoại là cắm rồi, quyền thoại, thần thoại cắm hết rồi. Rồi, clip Nolan, đơn giản vậy thôi. Anh em bấm like, bấm subscribe kênh, bấm comment để chém gió về con tướng Nolan này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.